Vâng, chúng ta đã đến với vòng thứ hai của giải đấu VK F1 Tournament lần thứ ba. Chúng ta có thể điểm qua bracket một chút. Như các bạn đã thấy trên màn hình đây thì tất cả các trận đấu vòng 1 đã hầu như đã diễn ra hoàn toàn. Và chúng ta ở vòng 2 này chúng ta sẽ có các cặp đấu SKO Hunter đánh với Candy Hunter. Cả hai trận đấu này sẽ diễn ra bên NA. Beethoven và Tơ sẽ gặp nhau, đây là trận PVP. VK Not và J Phạm sẽ gặp nhau, đây là một trận đấu Zed vs Protoss. Rainbow và Demon Hunter sẽ đối đầu nhau. Sẽ có trận đấu giữa Just Do It, Poker Face, Adios, Shiver và Upsito và VK Ipon. Vâng, Ups. và trở lại với trận đấu hiện tại thì Shiver đang spawn ở vị trí 7 giờ trong Lateral màu hồng. Còn đối thủ VK Rios là đối thủ Protoss spawn ở vị trí 1 giờ. Để giới thiệu về hai đối thủ thì đối thủ VK Rios là một trong những đối thủ Protoss mạnh nhất của clan VK. Anh là người giành giải nhì trong VK Open lần thứ hai. Còn đối thủ VK Silver cũng là một đối thủ Terran Master rất mạnh của Steam VK. Có lẽ matchup hiện tại mà mạnh nhất của anh hiện tại tôi đánh giá là matchup TVG. Ngày trước thì anh có vẻ mạnh ở trong TVP hơn. Còn về đối thủ VK Dios thì hiện tại phong độ của anh cũng khá cao và rất phấn khởi có thể lên được GM kỳ này. Chúng ta sẽ đón chờ xem sao. Tuy nhiên hiện tại thì matchup mạnh nhất của anh ý là matchup PVGT. Vâng, và chúng ta rất trông mong vào Vicarious. Giải đấu này có thể trả được mối thù của giải lần trước và có thể vượt lên giành chức vô địch của giải VK Open Tournament lần thứ ba này. Chúng ta quay trở lại với trận đấu, chúng ta thấy được rằng là Shiver đã ăn gas và chỉ ăn một gas thôi. Đây là một cái build mà tôi cũng đã học được của Puma. Anh sẽ ăn một gas cho đến đúng còn 50 gas thì anh sẽ ngừng ăn gas nữa. Anh sẽ ngừng ăn gas và sẽ xây reactor cho rest của mình và anh sẽ expand. Cùng lúc đấy thì VK Ilios cũng đã không ăn gas thứ hai, nhiều khả năng anh sẽ won't get expand. Vâng, tuy nhiên thế thì cái điểm lợi thế của build của Puma là gì vậy? Điểm lợi thế của build đấy là có thể nếu mà trong những trường hợp mà probe của con Protoss có thể vào được trong nhà của con Terran chẳng hạn, nhìn thấy Terran ăn gas thì sẽ rất hoảng loạn, tại vì nếu mà Terran ăn gas thì nhiều khả năng sẽ đánh 1-1-1 và push. Nhưng mà build này thực ra lại là fake 1-1-1 sẽ xây reactor và sẽ expand rất sớm, sớm hơn chỉ muộn hơn One Rex expand thôi, và sẽ có một cái kết cục là Terran sẽ có thể ăn mỏ một cách an toàn hơn. Tuy nhiên thì tôi thấy là kể cả là đánh bay build one on one thì mặc dù bên bên Protoss đánh one gate expand tức là xây một one gate và ăn một gate và xây mỏ phụ thì Terran hoàn toàn có thể scout được cái one gate này trước khi mà quyết định xây command center. Thế thì có cái build nào của Terran là sẽ transition sang one 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 không? Thực ra là Idiot vừa mắc một sai lầm khi anh xây ba cái gate như thế này và giam lỏng con probe. Anh ấy cần phải cancel gate ngay lập tức, không Giam thể để lỏng như thế hai con được. probe. Vâng, và anh ấy lại làm một sai lầm tương tự. Thế là thật là ngớ ngẩn từ các bạn. Tôi không hiểu. Rồi sau này anh sẽ có những unit mà bị mắc kẹt trong cái hố này. Vâng, và quay trở lại chủ đề lúc nãy, anh có thể nhắc lại câu hỏi của mình không ạ? Có nghĩa là Là sau khi mà dưới ví dụ anh đã có reactor thì sau khi probe SCV anh hoàn toàn có thể scout được cái Nexus này khá sớm trước khi anh quyết định xây Command Center hoặc là anh vừa xây một tí anh hoàn toàn có thể cancel nữa. Thì cái build đấy hiện thì có thể transition quay lại one on one như bình thường được không? Bản thân tôi cũng chưa đánh thử như thế bao giờ, nhưng mà về mặt lý thuyết thì hoàn toàn có thể quay trở lại, tại vì anh đã có sẵn một cái refinery rồi và anh có thể quay trở lại ăn 3 ga bình thường và transition sang 1-1.
Nhưng mà cái việc xây việc như thế thì xây tech lab có à, xây factory có muộn quá không? Sẽ bị một chút nhưng mà cái unit composition lúc đấy sẽ là heavy marine, cũng có thể push được tại vì một một thật ra có rất nhiều biến thể khác nhau và heavy marine push cũng là một trong những cái biến thể đấy thì sẽ không sợ giống như trước đây VKDMBO cũng có một cái build là đánh 3 Rex, Swarm Factory, Mass Marine và chỉ có hai tank push. Build đấy cũng rất là khỏe đối với One Get Expand của Protoss. Vâng, thực ra thì tôi trong thời gian ladder, vâng, thì tại chúng ta có một đợt push của Terran sắp sửa diễn ra, chúng ta có thể này với lượng stalker nhiều như thế này thì sẽ không có lo lắng gì khi bị Marine push cả, và Shiver nhiều khả năng sẽ mất hết đống Marine này khi bị stalker đuổi. Vâng, tuy nhiên là vâng, Adios rất xuất sắc trong việc là bảo vệ được con Sentry. Vâng, để trở lại thì tôi đánh trên ladder hiện tại tôi thấy có rất nhiều build kỳ quái, ví dụ như là anh hoàn toàn Bully như thế này và anh sâu hoàn toàn và anh xây một tech led. Tuy nhiên một lúc sau thì anh lại ra cloak Banshee, phải nói là một rất là tricky build. Vâng, và nói chung là như tôi đã nói là một 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 hoàn toàn là có rất hoàn toàn có thể có rất nhiều biến thể khác nhau. Và quay trở lại cái vật đợt push vừa rồi của Shiver, mọi người có thể nghĩ rằng đây là một push có thể gọi là tự sát nhưng mà hoàn toàn đợt push ấy có mục đích của nó. Thường thường là mấy anh pro đã phân tích rằng là nếu mà đợt push vừa rồi mà anh có thể giết được tầm khoảng 2 đến 3 sentry thì sẽ rất là lợi Vâng. cho về late game nhưng mà đợt rồi thì chúng ta thấy được rằng là Tuy Shiver đã nhiên miss micro là và anh đã không giết được một con sentry nào hết, chỉ giết được một con zealot và đã chết hết đống marine. thực ra thì Adios cũng chỉ có một con Sentry, vì vậy nên là cũng không có gì lắm. Và nếu mà tôi nói về Pro thì tôi nghĩ là cái đợt push ấy nó phải tầm như kiểu là Steam, chứ còn nếu mà không có Steam và Marine push sang tôi không nghĩ là sẽ giết được cái gì cả. Vâng, cũng cũng rất là khó nói tại vì thực ra meta game bây giờ cũng đã thay đổi khá là nhiều và chúng ta thấy được Vâng. rằng là Shiver đã tiến quân lên đã giành khả năng kiểm soát bản đồ của mình và anh đang phá cục đá phía bên ngoài. Có lẽ anh cũng đã có Steam và vâng có lẽ Vâng, là tuy nếu mà nhiên là Colossus đầu tiên đang được hoàn thành một nửa rồi. Với Thao Minh hai Colossus với Thermaland upgrade thì sẽ rất khó cho Shiver có thể đỡ được khi hiện tại anh vẫn còn đang ở giữa bản đồ như thế này. Chúng ta thấy được rằng là VKIDOS tôi nghĩ rằng là với hoàn toàn với cái lượng gate như thế này thì VKIDOS hoàn toàn có thể phòng thủ thành công. Nếu thêm vào nữa nếu mà có thể force field chuẩn chính xác thì anh có thể hoàn toàn có thể giết hết được đám Marine Marauder này của Shiva. Vâng, tuy nhiên là cái vấn đề của Terran ở đây là làm thế nào để anh có thể drop được. Vì drop bây giờ hiện tại là phương án duy nhất mà anh có thể delay push bằng Colo. Vâng, và như chúng ta thấy rằng là Colo với một Colo vâng vì kia đứa ta tiến lên nhưng mà hai bên đã có cơ hội chạm trán một Vâng, không, rất sai lầm đấy các bạn. Steam và lên và chạy xuống là điều mà Terran không bao giờ muốn làm. vâng trong main base của Terra lúc đấy thì chúng ta thấy được rằng là anh đã xây nhà Ghost và anh có một cái starport với reactor anh đang đẩy ra hai con Viking cùng một lúc và chúng ta thấy được rằng là Shiver đang spread creep ra spread quân ra khá là một quyết định khá là chính xác nhưng mà VK Adios đã lùi quân về có lẽ anh sẽ đợi Vâng. Colossus thứ hai của mình đến. Với một lượng quân nhiều như thế này của Protoss hiện tại, mặc dù Protoss hiện tại đang và Macro đang có vấn đề vì anh ấy thừa hơn 1.000 tiền, tôi nghĩ là bị thiếu ghét và anh ấy cũng không thèm expand tiếp. Tôi nghĩ là sẽ là giải pháp tốt cho Terran, anh không bao giờ nên để quân xa như thế này, nên để quân lùi vào trong một chút và nếu khẩn cấp thì anh có thể kéo SCV ra. Vì nếu mà không kéo SCV ra thì rất dễ là thua trong đợt push này. Vâng, với một con Observer đạt được vị trí khá là đẹp mắt như thế này thì VKIDOS có thể nắm bắt được hoàn toàn số lượng quân của Shiver và anh đã có lẽ anh đã quá cẩn thận khi anh đã rút quân trở về. Thời điểm này là thời điểm có lẽ khá là tốt để cho VKIDOS có thể ăn mỏ ba và chúng ta thấy được rằng một đợt switch tech thực ra là đi thêm một nhánh tech mới khi mà Blink Stalker đang được nâng cấp.
Vâng, tôi nghĩ là anh ấy commit vào hơi bị nhiều ghét trước khi expand ra mỏ mỏ tới. Anh ấy cần xây mỏ ba ngay lập tức trước khi mà đống ghét này sẽ ngốn hết tiền của anh ấy. Vâng, tôi thấy rằng là Vega Silver cũng đang tiến quân ra để chiếm lại cái Zenaga Tower này để có một chút map control. Anh đã phá được một cái pylon làm cho Vega bị supply cap. Vâng, chúng ta Vâng, thấy việc Silver cần làm hiện tại là drop và expand ngay lập tức. update về tình hình nâng cấp của hai bên hiện tại là quân quân Terran đang có nâng cấp một giáp và không có nâng cấp attack, trong khi quân Protoss cũng hiện tại đang chưa có nâng cấp gì hết. Vâng, việc lên Colo sớm thì thường là sẽ upgrade sẽ bị delay vì anh không có Nga. Vâng, cùng với lúc đấy thì chúng ta thấy được rằng là có hai Forge đang được xây cho Vicarious, và chúng ta thấy được rằng là một con Medivac của Shiver đang được vòng ra vị trí mỏ main base của quân Protoss, và quân của anh đang đứng ở ngay phía bên ngoài mỏ 3 của quân Protoss, và anh đã Vâng, Steve lên, anh đã lao vào. thực ra thì anh cần sẽ có thêm một Medivac nữa bay vào phía đằng sau main base của sau mỏ cũ nữa. Vâng, và ở trong main base của Adios thì rất nhiều Marine đang bắn. Có lẽ là sẽ giết được rất nhiều Walker. Hiện tại anh đã giết được 12 Walker Và anh cũng và gần đã như chỉ mất có một con Marine. và cùng lúc đấy anh đã delay được mỏ 3 của Vicarious, Vâng. và Vicarious có một con Warp Prism đang lượn lờ vị trí mỏ 3 của Shiver, và Vâng, anh tuy đã nhiên anh hoàn toàn chưa hoàn có toàn bỏ chưa làm ba. gì hết. Vâng, một pha hành động quyết định khá là hay của Shiver khi mà anh đã delay được mỏ 3 và cũng đã giết được lượng khá khá nông dân. Hiện tại income của hai bên đang là 51 nông dân cho quân Terran và 45 nông dân cho quân Protoss. Vâng, hiện tại Và thì Shiver cần xây mỏ ba và anh đã đang xây mỏ ba rồi. Nếu các bạn chơi Warp Prism thì các bạn không nên đi vào phía mỏ 3 ấy này, các bạn nên hoàn toàn đi vào mỏ chính vì quân Terran đứng ở ngoài nhiều hơn là đứng ở trong phía mỏ chính. Nếu mà đứng ở ngoài nhiều hơn thì sẽ ra cứu mỏ 3 rất nhanh. Vâng, và chúng ta đang có một đợt engage rất lớn ở giữa map vâng, được rồi, chúng và ta thấy được rằng là hai con Ghost đã vâng bị giết chết rất là nhanh nên không thể EMP thành công được, và quân của vâng Protoss có gần lẽ như là quá là áp đảo. quân của Terran hoàn toàn đã bị tiêu diệt. Hy vọng là đợt reinforcement ở nhà của anh sẽ vâng, tuy nhiên là Colo cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, với hoàn toàn còn lại đống Stalker như thế này thì anh ấy hoàn toàn có thể làm thêm rất nhiều Marauder và chiến thắng một cách dễ dàng. Mặc dù các bạn nhìn quân có tốt nhiều như thế này nhưng thực ra nếu đâm đầu vào Marauder thì cũng như là tự sát vậy. Vâng, hiện tại quân của nhà của của Shiver hiện tại đang không được đông đảo cho lắm, và Vicarious đã lao vào. Anh Vâng, anh đã cần lao dân ra. Vâng, chỉ cần lao dân ra là sẽ anh cần bu dân vào. Vâng, nhưng mà tôi mặc dù rất nhiều quân của đối thủ có tốt nhưng vẫn không hiểu là sẽ kết cục của trận đấu này như thế nào. chúng ta cũng Vâng, đã thấy và được có lẽ rằng toàn bộ là quân đội của Tehran đã bị tiêu diệt. với rất nhiều Geo Charge, Vicarious đã giành được chiến thắng ở trận đấu này.